sẽ được trang bị pin có dung lượng vượt trội so với S10. Galaxy S11 được đồn đoán sẽ có thời lượng pin dài hơn so với Galaxy S10e, không chỉ do vi xử lý có hiệu suất tốt hơn, màn hình OLED công nghệ mới tiết kiệm điện năng hơn, mà còn vì nó được trang bị viên pin khủng hơn. Tin đồn trước đó cho biết, Galaxy S11 sẽ được trang bị viên pin 3730 mà lớn hơn so với 3100 mà của Galaxy S10e, trong khi đó Galaxy S11 sẽ dùng pin 4300 mà hoặc 4.500 ma, tương đương hoặc lớn hơn pin của Galaxy Note 10 cộng hiện nay. Còn Galaxy S11 cộng được truyền thông Hàn Quốc cho biết, có thể được trang bị pin lên tới 5.000 ma, giống như Galaxy M30. Nguyên nhân tăng dung lượng pin với các Galaxy S11 được cho là Samsung dùng màn hình có tốc độ làm mới 120 Hz và các phiên bản đều hỗ trợ mạng 5G. Ngoài ra, các đối thủ của Samsung là Huawei và Apple cũng đang trang bị cho các flagship với thời lượng pin rất tốt. Thông tin dò dỉ cho biết thêm. Viên pin khổng lồ 5.000 mà dành cho Galaxy S11+ cộng được cung cấp bởi LG. Nếu tính theo tổng dung lượng pin, LG Chem hiện đang là nhà sản xuất pin lithium-ion lớn nhất thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên Samsung dùng pin của LG trang bị cho dòng Galaxy S. Có vẻ như hãng smartphone đứng đầu thế giới hài lòng với viên pin của LG trang bị cho Galaxy Note 10.